Xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với em Tùng Audio Hải Dương. Buổi chiều nay tiếp tục lên đường trang trí âm thanh cho anh em khách hàng. Rất nhiều đơn hàng của anh em đã được đóng gói và chuẩn bị lên đường để phục vụ em khách hàng trong việc ta muốn trải nghiệm trang trí âm thanh tốt nhất, hãy đến với cả anh em nhé. Với trong những chương trình giảm giá rất đặc biệt, giá cực kỳ rẻ từ vang, loa, lồng tiếng, lọc xì, đẩy công suất, để chúng ta sẽ có rất nhiều sự lựa chọn đến với cả em Tùng Audio. Và ngày hôm nay thì ở bên em cũng về được một cái thiết bị để hỗ trợ thêm cho việc chúng ta nâng cấp với bộ dàn máy, đó chính là những cặp chân loa. Và hôm nay thì nhà xưởng bắt đầu về thêm lô hàng cho các anh em lựa chọn nhé. Đây là những cặp chân loa bên em phải em Tùng Audio được lại về rất nhiều đấy, có các phân khúc như là chân loa sắt và chân loa inox để các anh em có thể chơi và để bảo vệ các cái cặp loa của anh em. Chúng ta có thể mua những cặp chân loa như này để với loa từ bát 20 cho đến bát 40 với tải tĩnh lên tới là 40 kg quay đầu cho anh em nhé. Và ngày hôm nay thì quý anh em tham khảo với những cặp chân loa bên cả em Tùng Audio vừa về thêm hàng đấy qua thì rất nhiều. Đầu tiên thì em xin giới thiệu cho anh em những cặp chân loa loại đẹp, đó là chân loa inox. Cái phiên bản này thì nó rất là sang các bác nhé. Để loa thì chúng ta chơi có hai kích thước đấy, các bác anh em có thể để loa đứng hoặc để loa nằm. Thì các bác đang được nhìn thấy ở đây, đây là cặp chân loa inox 1m3, chiều cao tối đa sẽ đạt được là 1m3. Các anh em có thể xoáy cái vít này đấy, và chúng ta sẽ kéo cái vít này lên, tức là chúng ta sẽ kéo cái phần chân này lên để nó cao hơn đấy, và tùy theo chiều cao anh em có thể để nhé. Và chân này chúng ta có thể dạng ra hoặc là thu vào đấy, thu vào gấp gọn, cầm đi rất là tiện lợi. Chơi gia đình thì chúng ta sẽ để cố định đấy, để loa nằm, loa đứng. Loa đứng thì sẽ có lỗ, thường là sẽ có lỗ ở phía dưới đít loa đấy, các bác sẽ lúm cao su cho em, nó ra gắn đít loa vào để chúng ta để nó rất là đẹp, rất sang. Đấy, cặp chân loa 1m3 inox đợt này bên em về hàng giá chỉ có 480.000 đồng thôi các bác nhé, 480.000 đồng cặp chân loa inox 1m3. Và cặp cao hơn chúng ta sẽ có là chân loa inox 1m6 các bác. Đấy, cặp này thì giá là 550.000 đồng bao phí ship cho các bác, chiều cao tối đa có thể đạt được là 1m6 nhé. Các có thể kéo cao nhất lên khoảng cách cao sẽ là 1m6 cho anh em, các cố định bằng một chiếc tinh này. Đấy, và để loa cao loa thấp tùy theo cách sử dụng của anh em. Với cặp chân loa inox 1m3 1m6, m6 là 550.000 đồng bao phí ship cho các bác, m3 là 480.000 đồng bao phí ship cho anh em khách hàng nhé. Đây là các cái cặp chân loa bên cả anh em về được thêm. Đấy, chân loa inox rất đẹp và sang này, chống hoen gỉ tốt. Cặp này chúng ta để trong gia đình với tải tĩnh là 30 kg nhé các bác. Cặp loa thì thường là sẽ từ 25 cho đến 30, cặp loa bát 40 thì là tầm 30 cân, cặp loa 30 thì sẽ là tầm 20-25 cân. Thế anh em để loa nó rất là đẹp mắt, và nó cũng sẽ hỗ trợ sử dụng rất là bền bỉ những cặp loa, tránh tình trạng chúng ta để dưới nền nhà nó cũng đập ảnh hưởng đến cặp loa của anh em. Thì chúng ta chơi chân loa nó cực kỳ đẹp, rất chuyên nghiệp. Em nhắc lại giá thành một lần nữa, chân loa inox 1m3 480.000 đồng nhá, loại xịn loại tốt này bác, m6 là 550.000 đồng bao phí ship cho bác. Ngoài ra thì có lúm cao su và đế nhựa cứng cho anh em bắt loa đứng loa nằm nhá. Bên này chúng ta sẽ có phân khúc loa cứng cáp hơn, đó chính là chân loa sắt, rất nhiều bác sử dụng những cặp này. Thì chân loa sắt thì so với cái chất liệu thì nó sẽ cứng cáp hơn inox đấy, và những em mà thích chơi những thể loại là nặng hơn và độ tải tính tốt hơn thì ra sử dụng chân loa sắt cho em. Đấy, còn anh em chơi loa nhỏ thì ta để inox thì nó rất là đẹp, rất sang. Chân sắt thì nó sẽ cứng cáp hơn nhiều đấy các bác nhé. Thì cặp chân loa m3 chân sắt sẽ là 400.000 đồng bao phí ship cho các anh em. Đấy, có giá nhựa cứng này, anh em bắt loa nằm này, cắm vít các anh em cắm bắn đây cho em. Đấy, còn anh em mà để loa đứng thì có lúm cao su chúng ta sẽ cắm trực tiếp loa vào cái phần chân này. Đấy, để chúng ta để chiều cao tốt nhất của em này là 4m3. Đấy, các bác lưu ý cho em 400.000 đồng 4m3 chân sắt nhé. Còn ở đây em có thêm chiều cao cao hơn một chút, đó là chân m6. Cái điểm khác biệt của cái chân cao chân thấp thì các bác nhìn của em, cái loại m6 ấy, cái chân nó sẽ cao hơn, cái đoạn dài này nó sẽ cao hơn, chúng ta sẽ dạng ra được rất là lớn. Đấy, chúng ta dạng ra hoặc thu về để các anh em có thể gấp gọn này đi làm sự kiện, mang đi rất là chuyên nghiệp để nó rộng hơn, và xoáy em cái ốc này ta kéo ra kéo vào, thu ra thu vào được nhé. Đấy, còn cái đinh này chúng ta sẽ chốt vào các cái phần mà chúng ta cảm thấy là loa để như thế này là hợp lý rồi, ta sẽ chốt cho em một phần đinh này. Đấy, để loa cực kỳ đẹp và rất là sang trọng. Và 460.000 đồng với cặp chân loa 1m6 sắt nhé các bác. Bây giờ em xin nhắc lại một lần nữa giá thành đợt này bên em về chân loa, loại inox 1m3 là 480.000 đồng, loại inox 1m6 là 550.000 đồng, loại chân sắt 1m3 là 400.000 đồng, và loại chân sắt 1m6 là 460.000 đồng cho các anh em. Tất cả đều bao phí ship hết cho các anh nhá, rất là bền đấy, đủ tải lớn cho anh em an toàn. Và nếu như anh em đang có nhu cầu thì các anh em có thể liên hệ trực tiếp với em Tùng Audio Hải Dương theo số điện thoại
0979629336 để đặt hàng ngay sở ngay cho mình những cặp chân loa inox sắt chất lượng giá rẻ để cả anh em đã xả hàng. Và cảm ơn các anh em khách hàng khi quan tâm ủng hộ kênh Dõng ủng hộ Audio Hải Dương nhé. Xin chào các bác.